Xin chào quý vị và bạn Tôi là Bảo Đại, phụ trách bán hàng của đại lý Phát Tinh Xuân Hôm nay chúng tôi xin báo giá đến quý vị và các bạn về chính sách bán hàng, về giá cả cũng như là màu sắc của cái dòng xe bán tải đó chính là Ranger XOS và Ranger XOS Cái phiên bản này thì hiện tại thì đây là cái phiên bản tiêu chuẩn có cái giá bán nó rất là hợp lý Cái bản Ranger XOS có cái giá limit là 650 triệu đồng và hiện tại chúng tôi đang giảm giá lên đến 10 triệu đồng và sẽ tặng các bạn một bộ phụ kiện như là bộ lót thùng, bộ ghế da, bộ rắn phim cách nhiệt toàn bộ xe và bộ chạy sàn da. À, và các bạn thứ hai bản là bạn Ranger XUS MT thì có cái giá niêm là 600 30 triệu và hiện tại chúng tôi đang giảm giá lên đến 40 triệu đồng, giá bán cụ thể là 509 và cũng sẽ tặng các bạn bộ phụ kiện như là rắn phim này, chạy sàn, cam hành trình với lại lót thùng. Các bạn đã quan tâm đến chính sách bán hàng cũng như là giá cả của cái dòng xe này thì có thể liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại là 0902157666. Tôi tên là Bảo Đại, phụ trách bán hàng của Quả đại lý Phó Thanh Xuân để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn về chính sách bán hàng cũng như được giá cả tốt nhất. Hiện tại thì cái phiên bản Ford Ranger IOS có tất cả các màu như sau. Đó bao gồm là màu đen, màu trắng, màu xám, màu bạc, màu xanh thiên thanh, màu xanh dương, màu ghi vàng, màu đỏ bốc đô. Có rất nhiều màu để quý vị và các bạn lựa chọn phù hợp với mệnh của mình và chúng tôi đang giảm giá sâu cũng như là hỗ trợ ngân hàng ạ. À. Thủ tục ngân hàng lên đến 70% giá trị xe. Các bạn có thể liên hệ chúng tôi để có thể hỗ trợ chất nhất tốt nhất với lãi suất ưu đãi hợp lý, thời gian vay từ 5 đến 7 năm. Trên cái Ranger EOS thì là cái phiên bản là sử dụng động cơ dầu 2.2 lít và cho công suất của nó là 160 mã lực trang bị những cái option cơ bản cũng như là về cái phiên bản mới này thì được trang bị trợ lái điện cũng như là cân bằng điện tử là một trong những cái tính năng thông minh mà chưa có cái dòng xe bán tải nào trang bị trên cái sản phẩm tiêu chuẩn của mình vâng vua xe xin cảm ơn các bạn đã, đã quan tâm đến kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua nếu các bạn cảm thấy kênh của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị và các bạn có thể ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới và những video hot mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn vua xe xin cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại